Xếp hàng đi, xếp hàng đi, đừng có chen lên. Ê bà ơi, tôi xếp hàng 8 tiếng rồi, không biết tới lượt tôi còn mua được chân giò không nữa. Yên tâm đi ông, tôi thấy chắc còn cả chục cái chân giò luôn kìa. Ôi chị ơi, sao phải đến tận đây vậy chị? Sao không bảo lính nó đi cho? Thịt chân giò tôi dặn đã có chưa? Mang lên xe giùm tôi đi. Dạ, có, em đã chuẩn bị cho chị rồi đấy ạ, 20 chân nhá. Ừ, đem lên xe cho tôi đi, cảm ơn nhá. Lần sau chị lại ghé nhá. Cô ơi, bán cho cháu chân giò, tem phiếu của cháu đấy ạ. Hết chân giò rồi, còn thịt đùi, thịt mỡ, lấy cái nào thì lấy, lẹ lên. Ơ, lúc nãy cháu thấy vẫn còn chân giò mà. Ơ, cái thằng này đã bảo là hết rồi, lấy hay không? Không lấy thì biết. Cho người khác vào. Cô ơi, cháu muốn mua chân giò. Cháu muốn mua chân giò để cũng có. Ơ, cái thằng này, mày phá đám à? Bảo vệ đâu? Lôi thằng này ra ngoài. Ơ, thả tôi ra. Cô ơi, canh cho cháu thịt ba chỉ ạ. Ơ, sao bé thế ạ? Cô canh đúng cho cháu chưa ạ? Tao mà thèm ăn gian của mày á. Không lấy thì trả đây.